Chào mừng các bạn đến với kênh Thế giới Crypto. Trong video ngày hôm nay, 29 tháng 9, mình sẽ hướng dẫn các bạn mở thẻ combo và mật mã của 13 dự án. Và dự án đầu tiên sẽ là dự án MemeFi. Và mật mã của MemeFi ngày hôm nay sẽ là 4242. Ngày hôm nay thì trong lúc mình tap màn hình thì nó không may nó trúng cái mật mã của ngày hôm nay, cho nên là bây giờ mình sẽ không hướng dẫn cái dự án MemeFi nữa, mà các bạn sẽ tự nhập cái mật mã của nó sẽ là 4242 để nhận được 1 triệu xu. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với dự án Vertus. Các bạn sẽ nhấp vào mũi tên ở bên cạnh này. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ mở cái thẻ của ngày hôm nay. Thẻ đầu tiên sẽ là chiếc thẻ này nhé. Và đây là thẻ thứ hai này. Tiếp theo là thẻ số 3, số 4 đều là cái thẻ này. Như vậy là mình đã mở khóa thành công để nhận được 16,3 cái đồng Vertus. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với dự án Mazo. Đầu tiên thì chúng ta sẽ điểm danh hàng ngày. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ vào mục game ở bên dưới này. Rồi chúng ta sẽ vào mục play ở cái trang đầu tiên này nhé. Thẻ đầu tiên của ngày hôm nay sẽ là thẻ này. Tiếp theo là thẻ thứ hai là thẻ này nhé. Và đây là thẻ số 3 này. Đây là thẻ số 4. Rồi chúng ta sẽ nhấp vào mục check. Chúng ta sẽ nhấp vào mục bonus này để nhận phần thưởng. Quay trở lại cái giao diện chính này thì ở cái mục earn này nó còn một số những cái nhiệm vụ. Ở đây các bạn có thể là join vào này. Ví dụ như là share cái tin này lên Telegram ở trên bản tin 24 giờ này. Đấy. Rồi chúng ta sẽ nhấp vào mục tiếp tục này. Ở đây nó sẽ tạo sẵn cho mình một cái tin rồi. Chúng ta chỉ ấn đăng thôi. Nhưng cái này thì mình đã dùng quá cái số lượt đăng rồi nên là mình không được nữa. Bạn nào chưa dùng quá số lượt thì có thể là đăng được nhé. Nhưng mà nó vẫn thấy là cộng phần thưởng này, ở đây là có dấu tích này là được cộng. Rồi tiếp theo thì đến cái mục follow này. Mình không hiểu làm sao con này ngày nào nó cũng cho cái nhiệm vụ này, mặc dù mình đã follow join vào cái group này của nó rồi nhưng mà nó vẫn hiển thị lên mà nhấp vào vẫn được thưởng nhé. Để chúng ta nhấp vào mục check này vẫn thấy nó thưởng này, đây nó tích về là chúng ta được thưởng. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với những cái mục bên dưới này. Ở đây thì có khá là nhiều nhiệm vụ các bạn có thể là làm để chúng ta nhận thêm phần thưởng nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với dự án Onus. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vào claim cái phần thưởng đào này. Ở đây thì mình chưa đến giờ. Rồi các bạn sẽ nhấp vào mục mật mã ở bên dưới này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nhập 3 cụm từ của ngày hôm nay. Cụm đầu tiên sẽ là 6432. Cụm thứ hai sẽ là 8715. Và cụm thứ ba là 928. Như vậy là mình đã nhận được 500 cái đồng ONX. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với dự án Tham Farm. Đầu tiên các bạn sẽ vào mục kiếm và chúng ta sẽ chọn mục là lời tiên tri của thời gian. Rồi các bạn sẽ nhấp vào quyền lịch ở đây. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nhấp vào số 2024, kéo lên để chọn 2020. Và chúng ta sẽ chọn là tháng 10 nhé. Các bạn sẽ nhấp mũi tên tiến lên để cho nó lên tháng 10. Rồi chúng ta chọn ngày 10 năm. Các bạn sẽ nhấp vào mục set này. Câu trả lời sẽ là 15 tháng 10 2020. Chúng ta nhấp vào kiểm tra ngày. Rồi chúng ta sẽ nhấp yêu cầu để nhận phần thưởng 100.000 xu. Tiếp theo thì mình sẽ vào trong cái mục đặt cược để xem là nó có cái gói nào nó hết thì mình sẽ đặt lại nhé. Ở đây thì mình sẽ claim cái gói này nó đã hết hạn rồi. Mình sẽ tái mình đặt cược tiếp này. Cái này nó gọi là staking nhưng mà khi nó dịch sang tiếng Việt là đặt cược. Rồi mình sẽ chọn 3 ngày nhé. Ưu tiên chọn 3 ngày thì nó sẽ được cái lợi nhuận cao. Rồi chúng ta sẽ nhấp vào mục mắc này. Ví dụ ở đây nó báo đỏ này thì chúng ta sẽ xóa một cái số đằng đuôi đi, chúng ta giảm đi một số nhé. Ví dụ đang số 4 thì giảm xuống thành số 3 này. Rồi chúng ta sẽ nhấp vào mục tiếp tục. Ở đây sau khi gửi 3 ngày thì mình sẽ được là 111 triệu xu nhé. Đây là cái số tiền thưởng đấy. Rồi chúng ta sẽ nhấp vào cổ phần này. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với dự án Spell One S. Đầu tiên thì chúng ta sẽ claim phần thưởng đào coin. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ vào mục quýt ở bên dưới này. Và chúng ta sẽ nhấp vào mục Dini của cái mũi tên đây nhé. Thẻ đầu tiên ngày hôm nay sẽ là đầu người. Thẻ thứ hai là đầu ngựa. Thẻ thứ ba là thiên thần có cánh này. Thẻ thứ tư là tia sét.
Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với dự án Tomato. Mật mã của Tomato ngày hôm nay sẽ là 1333. Chúng ta sẽ gõ một lần vào con mèo này và ba lần vào cái đầu cà chua này. 1 này, 2, 3, 4. Rồi chúng ta sẽ nhấp Open để mở cái phần thưởng 2.500 xu này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với dự án Card ID Power. Đầu tiên thì chúng ta sẽ claim để nhận phần thưởng. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ vào mục Zone để mở thẻ của ngày hôm nay. Thẻ đầu tiên sẽ là Nuffy. Đây là con mèo ở trang số 1. Đây các bạn nhé. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với trang số 3 này. Với trang số 3 thì đây là thẻ thứ 2 của ngày hôm nay. Chúng ta sẽ kéo lên để tìm chiếc thẻ thứ 3. Và đây là chiếc thẻ thứ 3 của ngày hôm nay. Như vậy là mình đã mở thành công 3 chiếc thẻ. Chúng ta sẽ nhấp vào claim để nhận phần thưởng. Con này nếu như mà bạn nào đã đủ điều kiện để chúng ta swap sang cái đồng Pouchan rồi thì chúng ta có thể swap. Hôm nay là ngày 29, mai là 30. Thì còn có một ngày nữa nó kết thúc tháng, sang tháng mới thì nó sẽ giảm cái tỷ lệ quy đổi nhé. Ở đây là cái số điểm point mà chúng ta đào được, thì bây giờ chúng ta phải swap sang cái đồng Pouchan là đồng coin chính. Và khi các bạn swap ở trong cái tháng 9 thì tỷ lệ quy đổi nó sẽ cao hơn. Còn nếu các bạn swap sang tháng 10 thì nó sẽ được ít ý. Đấy, thì còn ngày hôm nay và ngày mai thì chúng ta nên làm sớm hơn một ngày, tránh trường hợp là đến cận ngày rồi chúng ta quên ý. Thì chúng ta sẽ, khi mà chúng ta quy đổi nó sẽ được ít nhé. Đây chúng ta sẽ nhấp vào cái mục sweep ở bên dưới này. Đấy, sau đó thì nhấp tiếp vào sweep ở cái mục nhỏ này. Rồi chúng ta sẽ nhấp vào cái mục swap này. Hình như con này lâu rồi mình không swap, nó ra thêm cái điều kiện là phải có NFT thì nó mới cho swap hay sao ấy. Còn nếu mà không yêu cầu điều kiện đấy thì chúng ta vẫn swap bình thường. Ở đây thì nó sẽ yêu cầu chúng ta kết nối ví tôn này, các bạn sẽ nhấp vào connect nhé. Rồi chúng ta sẽ nhấp vào connect wallet này. Các bạn có thể là kết nối tôn Keeper hoặc là tôn Telegram đều được nhé. Rồi các bạn sẽ nhấp vào mục connect wallet này. Tiếp theo thì chúng ta nhập mật khẩu vào. Như vậy là mình đã kết nối ví thành công. Thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại đây. Rồi tiếp theo thì nó sẽ hiển thị cái số dư ví của các bạn, nó có bao nhiêu tôn, nó sẽ hiển thị lên đây. Bây giờ các bạn sẽ nhấp vào dấu X này để nó tắt cái màn hình này đi. Rồi nó sẽ hiển thị ra cái mục mà để chúng ta swap này. Ở đây thì nó sẽ yêu cầu chúng ta là phải có một NFT này thì nó mới cho swap, mới đủ điều kiện để swap. Mình thử nhập vào đây xem là nó có cho không nhé, cho swap không. Mình sẽ nhập là 165 đi. 165 triệu. Rồi tiếp theo thì mình sẽ nhấp vào mục swap này. Mình sẽ nhấp vào confirm nhé. Hiện tại 165 triệu đổi ra được có 330.000 cái đồng Pouchan thôi này. Chúng ta nhấp vào confirm này. Ở đây thì nó sẽ yêu cầu chúng ta là phải có tối thiểu là phải có một chiếc thẻ NFT. Đây chúng ta sẽ nhấp vào cái mục NFT này. Rồi mình sẽ nhấp vào Start xem nào, nó sẽ yêu cầu chúng ta làm những cái gì để mà có được cái NFT đây. Ở đây thì nó có cái mục Book này. Cái này mình cũng bận quá, chưa có thời gian để mà tìm hiểu cái NFT này. Nếu như bạn nào lấy được rồi thì có thể là comment xuống bên dưới phần mô tả video của mình hoặc là phần bình luận đấy. Đấy thì các bạn comment vào đấy để xem là cách lấy cái NFT này như nào nhé. Mình cũng chưa xem kỹ về cái mục lấy NFT của cái dự án này. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với dự án tiếp theo. Chúng ta sẽ đến với dự án Pixelverse. Và các bạn vào mục phần thưởng này, nhấp vào mục Dynamic Combo chữ chơi này. Thẻ đầu tiên của ngày hôm nay sẽ là chiếc thẻ này. Và đây là chiếc thẻ thứ hai này. Thẻ số 3, thẻ số 4. Rồi chúng ta nhấp vào kiểm tra. Chúng ta sẽ nhấp vào yêu cầu bồi thường để nhận phần thưởng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với dự án Gamecoin. Đây là cái mã code của dự án Gamecoin ngày hôm nay. Thì các bạn sẽ mở khóa theo đúng cái bảng mẫu này nhé. Bây giờ mình sẽ vào trong tài khoản để hướng dẫn các bạn thao tác.
Đầu tiên thì chúng ta sẽ nhấp vào mục Daily này. Chúng ta sẽ check claim, điểm danh hàng ngày nhận phần thưởng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ vào Daily Code. Chữ R sẽ có một chấm tròn, một gạch ngang, một chấm tròn. Chữ E có một chấm tròn. Chữ S sẽ có ba chấm tròn. Chữ E sẽ có một chấm tròn. Chữ R sẽ có một chấm tròn, một gạch ngang, một chấm tròn. Cái này mình bị lỗi mất rồi. Mình sẽ phải làm lại chữ R là một chấm tròn này, một gạch ngang, một chấm tròn. Chữ E có một chấm tròn. Chữ S có ba chấm tròn. Con này khi mà chúng ta nhấp, nếu mà nó hiển thị lên mình mà nhấp đúng rồi thì đáng nhẽ là nó phải cho trôi cái dấu chấm đấy lên đằng trên này thì mình mới nhìn thấy, nhưng con này nó toàn cho trôi sang bên ngang này, nhiều khi mình không nhìn thấy là mình nhấp như vậy nó đã nhận lệnh hay chưa ấy. Làm cho mình cứ phải làm đi làm lại này. Rồi chữ E sẽ có một chấm tròn này. Chữ S có ba chấm tròn. Chữ E sẽ có một chấm tròn. Chữ R sẽ có một chấm tròn, một gạch ngang, một chấm tròn. Chữ V sẽ có ba chấm tròn. Và chữ E có một chấm tròn. Ôi rồi, gần xong rồi thì nó lại lỗi con này. Không hiểu nó luôn ý. Mình phải làm lại đến lần thứ ba với cái con này. Vì khi mình nhấp nó nhận lệnh nó toàn hiển thị sang cái đằng, nó nấp cái ngón tay mình không nhìn thấy luôn ấy. Nó phải cho trôi cái nhận lệnh này lên trên này, cho trôi những cái hình này nó lên trên thì mình mới nhìn thấy được. Đây nó cho trôi lung tung. Rồi chữ R sẽ có một chấm tròn, một gạch ngang, một chấm tròn. Chữ V sẽ có ba chấm tròn. Rõ ràng mình nhập đúng rồi mà nó cứ báo sai nhỉ. Đến chữ V là nó lại mất. Còn mỗi chữ V và chữ E nữa là xong. Con này khó quá thì mình bỏ qua nhé. Ở trên các group ít thì rất là hiếm có cái mã code của con này. Mình tìm mãi thì mới có, nhưng mà không hiểu sao nhập đến chữ V thì nó bắt đầu là nó xóa hết cái số của mình đi. Coi như là hôm nay mình sẽ bỏ qua, rồi chúng ta sẽ vào mục Daily Combo để mở thẻ của ngày hôm nay. Thẻ đầu tiên chúng ta sẽ mở trang số 1 này. Đây là chiếc thẻ đầu tiên các bạn nhé. Tiếp theo là đến cái thẻ số 2 là cái thẻ này. Và thẻ số 3 chúng ta sẽ vào trang số 4 nhé. Thẻ số 3 này là cái điểm của mình không đủ nhé. Mình không đủ số xu để mở thẻ, nó tốn quá là nhiều. Nếu bạn nào có xu thì chúng ta sẽ mở chiếc thẻ này ở trang số 4. Và hai chiếc thẻ này ở cái trang số 2, trang số 1 các bạn nhé. Hai chiếc thẻ này trang số 1 và một chiếc thẻ này ở trang số 4 này. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với dự án Merge. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nhấp vào yêu cầu để nhận phần thưởng, rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ tap màn hình. Đây nó sẽ là cái nhiệm vụ của ngày hôm nay, là chúng ta cũng phải tap khá là nhiều. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với mục thành phố. Và các bạn sẽ chọn mục đầu tư này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ mở thẻ trí tuệ nhân tạo là thẻ đầu tiên. Thẻ thứ hai là các dự án blockchain nhé. Thẻ số 3. Đây sẽ là chiếc thẻ số 3 này, rượu đắt đỏ này. Và đây là ba chiếc thẻ các bạn cần mở trong buổi tối hôm nay. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với nhiệm vụ này. Ở đây thì chúng ta sẽ mở cái video trên YouTube nhé. Video này là tập 55. Các bạn chỉ cần xem khoảng 5 đến 10 giây rồi chúng ta quay trở lại để nhập mã code luôn. Rồi bây giờ thì mình sẽ quay trở lại nhé. Mã code của ngày hôm nay sẽ là
71755. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với câu đố hack não trong ngày. Và chúng ta sẽ nhập cái từ khóa của ngày hôm nay. Đây sẽ là từ khóa của ngày hôm nay nhé. Rồi chúng ta nhấp vào kiểm tra câu trả lời. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với câu đố trong ngày. Và từ khóa sẽ là cáp nhé. Rồi chúng ta nhấp vào kiểm tra. Nhấp vào yêu cầu để nhận phần thưởng. Dưới này nó còn một số những cái nhiệm vụ là các bạn join vào các cái dự án này của bên đối tác thì các bạn sẽ nhận được thêm phần thưởng, và ở đây thì phần thưởng khá là lớn nhé. Bây giờ thì mình sẽ mở 5 chiếc thẻ để cho nó đủ cái nhiệm vụ của ngày hôm nay. Mình vẫn còn thiếu một ít tap tap màn hình nên là mình sẽ phải tap cho nó đủ này. Rồi tiếp theo thì mình sẽ quay lại cái mục nhiệm vụ. Ở đây là mình đã hoàn thành tất và chúng ta sẽ nhấp yêu cầu để nhận phần thưởng. Rồi chúng ta nhận phần thưởng cuối cùng là 67 tỷ xu nhé. Chúng ta sẽ đi tới danh sách Lucky Box. Ở đây sẽ có một hộp quà này. Chúng ta sẽ mở cái hòm này ra xem là có cái gì trong. Mình nhận được 43 tỷ xu các bạn nhé. Con này thì ngày 30 này nó sẽ dừng cho chúng ta khai thác và nó gọi là hết tháng ấy. Hết tháng này thì nó bắt đầu là dự án này nó chuyển sang là TGE, là phát hành cái đồng token của dự án. Thì mình cũng chưa thấy bên group của dự án nó thông báo cái gì hết, cho nên là chúng ta vẫn làm bình thường. Khi nào mà nó có thông báo dừng và bắt đầu là nó sẽ cho chúng ta kết nối ví hoặc rút về sàn ấy, thì lúc đấy mình sẽ ra video hướng dẫn các bạn nhé. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đến với dự án HoldCoin. Đây là cái cụm từ của cái dự án HoldCoin này. Các bạn sẽ sắp xếp lần lượt theo đúng bảng mẫu này từ số 1 cho đến số 12. Thì chúng ta sẽ nhận được là 1.000 cái điểm xu, cái đồng kim cương. Bây giờ thì mình sẽ vào trong tài khoản để hướng dẫn các bạn thao tác nhé. Ở đây thì nó sẽ hiển thị lên các cái mục này, chúng ta sẽ nhấp vào dấu X này để cho nó ẩn đi. Rồi các bạn sẽ vào cái mục Pack này. Rồi chúng ta sẽ nhấp vào cái ô đầu tiên này nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ di chuyển những cái ký tự này. Ô số 1 của mình thì sẽ chuyển từ số 4 lên này. Số 4 lên số 2 này. Số 9 lên số 3 này. Số 8 lên số 4. Số 5 để nguyên. Số 8 lên số 6. Số 12 lên số 7. Số 8 để nguyên. Số 12 sang số 9. Và số 11 sang số 10. Còn hai cái ô cuối cùng này là đúng rồi. Và các bạn lưu ý là ở đây nó sắp xếp lộn xộn trên máy của mình, nó sẽ khác cái số thứ tự của các bạn, nhưng mà cái kết quả cuối cùng nó sẽ đúng nhé. Kết quả cuối cùng là chúng ta phải giống nhau. Thế còn lúc mà mình sắp xếp như vừa xong ấy là nó sẽ không giống máy của các bạn đâu. Rồi chúng ta sẽ nhấp vào mục check này để nhận phần thưởng. Rồi các bạn quay trở lại đây, chúng ta sẽ nhấp vào mục earn để chúng ta điểm danh này. Ở đây thì hàng ngày chúng ta sẽ điểm danh, nó sẽ cộng thêm 20 cái đồng kim cương này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với dự án Hamster. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vào mục play ở bên dưới này. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ chọn cái mục min, ở đây cái mục mini game nhé. Rồi các bạn sẽ nhấp vào cái biểu tượng hình cây nến này. Chúng ta sẽ nhấp vào mục chơi. Đầu tiên thì các bạn sẽ di chuyển hai cây nến này sang một bên này. Cái này đang bị vướng quá nhỉ.
cái cây nến này của mình tự nhiên nó lại bị kẹt ở giữa mất rồi. Thôi hết giờ. Các bạn chờ mình một xíu để khi mà nó hết cái thời gian đếm ngược này mình sẽ mở lại nhé. Cái lúc đầu là mình bị lỗi mất cây nến đầu tiên là mình không di chuyển được, là mình cũng không để ý. Nó bị khóa mất lại không có di chuyển được đi đâu hết nên là lát nữa thì mình sẽ phải mở lại. Bây giờ thì mình sẽ mở lại nhé. Đầu tiên di chuyển cái cây nến dài ở bên cạnh này trước này, rồi đến cây nến dài ở dưới này. Như vậy là mình đã mở khóa thành công. Trong video này mình đã hướng dẫn các bạn mở thẻ của 13 dự án. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của mình. Chúc các bạn thao tác thành công và nhận được nhiều coin. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.